Chào các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn các cái lỗi mà thường gặp khi ta sử dụng các cái hàm hoặc công thức trong Excel và cách xử lý chúng. Việc là nắm bắt được khái niệm các lỗi cũng như cách xử lý sẽ giúp cho chúng ta chủ động hơn và không bị có cái tâm lý sợ khi mà nhìn thấy công thức ở trong Excel. Đầu tiên, các bạn hãy dành cho mình 5 giây để liệt kê các lỗi trong Excel mà bạn đã gặp. Việc liệt kê này giúp chúng ta có hình dung lại được các vấn đề đã gặp ở trong Excel. Bạn có 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bây giờ bạn đã biết đấy, ở trong Excel thì có rất nhiều các loại lỗi khác nhau, đúng không ạ? Như lỗi độ rộng, lỗi giá trị, lỗi chia không, sai tên hàm, vân vân. Và trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học cách để ra xử lý các loại lỗi này. Vâng, đầu tiên lỗi độ rộng. Lỗi độ rộng ta nhìn thấy đây, nó có ký hiệu là thăng như thế này, thăng là như thế này, đúng không ạ? Thì với lỗi độ rộng như này ta chỉ việc kéo ra là nó sẽ hết độ rộng và nó hiện ra được cái cho chúng ta, đúng không ạ? Tuy nhiên có một số cái ta kéo ra bao nhiêu nó cũng không chảy ra được. Thế chính là cái lỗi là lỗi dạng ngày tháng. Đây, cũng như là công thức của ta bị làm nhầm là âm 1 nhưng mà ta để dạng là date. Thì khi đó là Excel nó sẽ bị hiện cái lỗi này. Và đây tất nhiên ta phải sửa lại ngày tháng để cho nó hết lỗi thôi. Ví dụ như là ngày mùng 10 tháng 2 năm 2014. Đấy thì nó sẽ hết lỗi. Đúng không ạ? Lỗi thứ hai, đây là lại lỗi giá trị. Giá trị khi mà ta thấy các công thức nhưng mà về số, nhưng mà trong đấy chẳng may ta lại có cái giá trị chữ trong đấy. Ví dụ như này. Thế nhiều khi do ta đánh nhầm rồi, đúng không ạ? Thì nó sẽ hiện ra lỗi này. Và cách xử lý các lỗi này thì ta đã biết rồi. Là chúng ta sẽ sửa lại cái số này, đúng không ạ? Thành dạng bình thường thì nó sẽ là hết lỗi. Lỗi chia không, nó lại rất là hay gặp, đúng không ạ? Khi ta sử dụng nó chia cho một số không hoặc là chia như đây, ta chia là một ô mà nó có rỗng, đúng không ạ? Tức là bị khuyết dữ liệu, thể hiện ra cái lỗi chia không. Để xử lý lỗi này thì người ta sẽ cho cái ô đấy là có một cái giá trị là số 5 hoặc là một số đấy, đúng không ạ? Thì khi chia là nó sẽ có giá trị, đúng không ạ? Tuy nhiên nhiều lúc dữ liệu ta nó bị trống, đúng không, và ta không muốn hiện cái lỗi như này, thì ở phần dưới chúng ta sẽ học cách để ra xử lý chúng. Tiếp theo là dạng lỗi thứ hai, lỗi sai tên hàm. Tức là khi nhập các công thức rất là dài dài thì khả năng cao là cái hàm nó ta nó bị sót. Đây với đây là hàm sum, nhưng mà hàm sum ở đây nó bị sót cái này, đúng không ạ? Thì nó sẽ không hiện được cái này, và nên ta phải sửa lại hàm thôi, đúng không ạ? Ta sửa lại hàm. Đúng không ạ? Và ở trong này thì các cái công thức của ta nó chưa chuẩn, đúng không ạ? Ta có thể sửa lại. Ta có thể sửa lại. Đấy, thì rồi hết lỗi, đúng không ạ? Lỗi tiếp theo là lỗi của vùng tham chiếu. Vùng tham chiếu này thường xảy ra khi mà ta delete một cái vùng mà nó đã có dữ liệu. Sau đó mà vùng này được tham chiếu đến một cái vùng khác. Ví dụ như đây, ta có cái giá trị này thì bằng ô này cộng ô này. Vì lý do nào đấy, ta delete cột này đi. Delete con này đi, đúng không ạ? Thì cái dữ liệu ở cái vùng nó bị mất, và vậy nó sẽ hiện ra cái rep. Và cách làm của ta là thông thường ta bị lỗi, ta có thể tiến hành undo, đúng không ạ? Undo và ta xử lý trước sau khi ta cắt. Lỗi tiếp theo là cái lỗi về dữ liệu số. Tức là với cái số mà nó to quá, nó vượt ra khỏi cái vùng vùng nhớ, và số nhỏ quá thì nó hiện ra cái lỗi này. Và thông thường này thì ta có thể do là nếu mà số này là số thật thì ta phải phải tìm cách chỉnh định dạng nào khác đi, hoặc nếu là nhầm thì ta sửa lại số thôi. Lỗi tiếp theo đây là lỗi độ triệu rỗng. Thì bạn nhìn đây thì lỗi này khi mà ta hiện các cái hàm mà trong đó thì các cái ta định nghĩa cái vùng dữ liệu này, các vùng dữ liệu là nó không theo đúng cấu trúc. Ví dụ đây là đây đang ta thiếu cái dấu phẩy ở ngoài giữa, đúng không ạ? Và có dấu cách, nên là Excel họ nó không hiểu và họ coi là một cái lỗi độ rộng. Cái lỗi tiếp theo nữa là cái lỗi của NA, tức là not variable. Lỗi này thì hay bị lặp lỗi trong cái hàm, các cái hàm về refund như hàm về lookup, hlookup. Ví dụ ở đây ta tìm kiếm cái giá trị một, âm một trong cái bảng này, âm một trong cái bảng này, thì ta thấy ngay là giá trị âm một trong bảng này là nó không không có, đúng không ạ? Ví dụ ta giá trị một thì nó có và nó sẽ trả về ta là thu hà, nhưng mà giá trị âm một thì nó không có và nó sẽ trả về là not variable, tức là không tìm thấy cái giá trị của nó. Đấy, thì đây là một số cái lỗi mà ta hay gặp ở trong Excel. Thế hợp mà ta gặp lỗi mà ta muốn sửa, đúng không ạ? Ví dụ như ở đây lỗi này,
ta muốn sửa thì từ đây ta hiểu rằng là nó không không chia cái gì cả đúng không ạ, thì không hiện ra gì, thì ta sử dụng cái hàm là hàm is arrow. Is arrow ví dụ như ở đây ta thêm vào một cái hàng trước lại is arrow không ạ, lại thì nó trả về ta là cái lỗi không ạ, là true or false không ạ. Họ đã dùng cái hàm kiểu khác, đấy là hàm if error. If error không ạ, đây bạn này sử dụng đây, bạn trả lại if error. If tức là nếu lỗi đúng không, thì nếu lỗi ra trả về giá trị gì, ví dụ như là không chơi được đúng không ạ, hoặc nếu ta không muốn hiện gì thì ta cho đóng ngoặc đúng không ạ, thì ta không hiện gì. Thế ngoài ra còn có rất nhiều các loại lỗi nữa, như là ta gõ is bằng is là đã kiểm tra một loạt các cái lỗi của ta đúng không ạ, is error vân vân đúng không ạ, is na na chính là cái này đúng không ạ, và để cho ta sử dụng. Vâng, và thưa các bạn, thì ngày hôm nay ta học các cái lỗi độ rộng. Mình xin nhắc lại để cho các bạn biết như sau. Lỗi này xảy ra khi mà ta thiếu độ rộng hoặc là ngày tháng trị âm, và cách giải quyết của ta là chỉnh lại độ rộng và chỉnh lại ngày tháng cho nó dương. Các loại lỗi về giá trị như thăng value thì khi thực hiện với các phép toán văn bản, trong khi văn bản không cộng trừ được đúng không ạ? Vì vậy ta kiểm tra lại dữ liệu và là chỉnh lại. Tương tự như vậy với lỗi chia không ở đây đúng không ạ, là chia không lỗi này thì nó sẽ dẫn đến khi ta chia một cái vùng bị trống, vì vậy là ta kiểm tra dữ liệu và dữ liệu lại. Các cái lỗi về sai tên hàm này, tên hàm thì ta chỉnh lại hàm cho nó đúng. Các cái lỗi về tham chiếu đúng không ạ, tức là ta đã tham chiếu một vùng dữ liệu khác, sau đó chẳng may ta xóa nó đi thì ta sẽ lại công thức hoặc là undo lại dữ liệu để ta sửa lại trước. Các cái lỗi về dạng số, với số dạng quá to hoặc là quá nhỏ đúng không ạ? Các lỗi về dữ liệu rỗng, tức là ta định nghĩa các vùng nhưng mà vì là do ta nhập gõ bị sót và nó không hiểu cái vùng dữ liệu của chúng ta. Các lỗi về tham chiếu, chúng ta tham chiếu đến một cái vùng dữ liệu trong khi cái vùng này thì nó lại không có cái giá trị mà ta cần tham chiếu, vì vậy nó sẽ hiện ra là cái not available đúng không ạ. Và sử dụng các hàm bắt lỗi như là is error, rồi là if error, rồi là is na đúng không ạ, vân vân, thì ở đây có thể bắt lỗi và đã kiểm tra được nó. Và đây là phần bài tập dành cho bạn. Ở cái bảng sau thì nó có một số cái lỗi bạn nhìn rồi đúng không ạ, đúng không ạ. Thế thì yêu cầu của bạn là bạn hãy đây là sửa cho nó hết lỗi, cho hết lỗi và thành một cái bảng đẹp. Và bạn đừng quên học tập lại format ở các bài trước để cho có một cái bảng nó đẹp. Dạ vâng, bây giờ bạn hãy thực hành ngay đi. Cái file này thì đã có sẵn ở ngay phần phía dưới của video này. Ở cái bước số 5 ấy, là download video nó có sẵn rồi, để bạn có thể sử dụng được. Vâng, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi lắng nghe. Và nếu các bạn muốn nhận thêm video thì hãy ấn vào cái theo dõi, đăng ký hoặc là subscribe nếu bạn nào dùng tiếng Anh để theo dõi được. Và nếu bạn thấy nó video này hay thì cho mình xin một like nhé. Cảm ơn các bạn.